tội nhất thì vẫn là người cha 70 tuổi rồi, giờ tiễn con đi đầu bạc tiễn tóc xanh như thế này. Giờ ở đây có hai cha con mà nó chết. Nhưng mà chú không khuyên được anh hay sao mà để anh xa chân vô con đường như vậy? Nó chơi nay là gần 20 năm rồi. Là mất ở đâu ngoài đường hay là ở đâu? Ở trong cái toilet của cây xăng ở quận 12 nè. Lúc mà anh mất thì chú còn tiền bạc gì không? Để qua đi xuống đây tôi còn được có 10.000 đó. 10.000 thôi hả? Rồi cái ông gì ở đây ông cho được 100.000 đi xe buýt về trả. Thì 7 triệu này con trao cho chú nha. Thì trong đó là một chút nữa chú sẽ thanh toán cái tiền lò thiêu là 3 triệu mấy á. Thì sẽ còn lại được chút đỉnh. Chú cho chú gửi lời. Cảm ơn các mạnh thường quân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt ở tại kho quan tài của anh Nhật Tâm. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi hỗ trợ cho một ca có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Hưng Hòa hả anh Trái? Quan tài là mình đã đưa lên xe chưa? Vậy là đi luôn ha. Dạ ok. Và bây giờ thì mấy anh em sẽ đi hỗ trợ để xem là có cần làm đám tang hay không, hay là sẽ đưa đi thiêu luôn. Thì bây giờ mình đến đó mình sẽ tìm hiểu. Nhân sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho đám tang trong ngày hôm nay. Hiện tại thì mấy anh em đã đến nhà xác Bình Hưng Hòa vào đây để tìm hiểu về cái hoàn cảnh này. Bây giờ thì mấy anh em sẽ chuyển quan tài vào bên trong. Chú là người thân á hả anh Nhật? Đúng rồi. Có đứa con một à. Dạ. Anh ơi. Dạ chú tên tôi đúng không chú? Dạ năm nay chú tôi bao nhiêu tuổi? 70 tuổi. 70 tuổi, người mất là gì với chú hả chú? Là em trai. Dạ. Là con. Con hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi hả chú? 40 tuổi. Dạ. Nhưng mà vì sao mất trẻ như vậy? Nó bị tim xì ke. Trời ơi. Thì nó bị tim quá liều á. Rồi gia đình mình có bao nhiêu người? Có tôi, nó với mẹ nó với nhỏ chị nó. Mẹ nó chết năm 2014-19 rồi. Nhỏ chị thì có chồng ở ngoài Bắc. Dạ. Giờ ở đây có hai cha con mà nó chết. Chỉ có hai cha con thôi. Nhưng mà chú không khuyên được anh hay sao mà để anh xa chân vô con đường như vậy? Nó chơi nay là gần 20 năm rồi. Trời ơi. Đi làm đi xe rồi bị mấy tài xế dụ. Đi xe bị mấy tài xế dụ chơi. Mà chú về chú có khuyên anh không hay sao mà để anh lúng chân vô dữ vậy chú? Có, đưa nó đi cai 2 lần rồi mà nó về nó cũng không bỏ được. Đưa đi cai về không bỏ được. Cai nó về khoảng chừng 1 tháng sau cái nó chơi nữa. Hai cha con là ở trọ hay là ở đâu? Ở trong cái miễu á. Không có tiền đâu đóng nhà trọ. Ở nhờ trong cái miễu người ta. Ở nhờ trong cái miễu hả? À. Dạ. Đây ồn quá. Ồn quá ha, mình bước ra trước. Ở trong kia người ta làm hơi ồn nha chú cháu, mình ra đây trò chuyện. Như vậy là chú với lại con á là ở trong một cái miễu hả? Ở nhờ trong cái miễu hả? Ở nhờ trong cái miễu. Bao nhiêu năm? Ở hôm Tết tới nay, mới hôm Tết nay à. Lúc trước thì đi bằng ở lang thang. Tối về không có chỗ ngủ, văng vẳng ngoài mấy hiên lộ ngủ. Tại hồi nãy con có bàn với chú á. Chú già chú suy nghĩ đi. Rồi cốt của em á thì thiêu xong rồi có gì đưa về bên nhà cốt miễn phí là thật, nghe kinh kệ này nọ. Rồi chú suy nghĩ đi, nếu mà được á thì chú về đây chú ở, phải có mình chú à. Chứ bây giờ 70 tuổi rồi, bây giờ ở trong miễu mà không có người thân nữa, nên Nhật Tâm kêu chú là về bên Nhật Tâm. Rồi dọn dẹp phòng cốt, rồi Nhật Tâm bố trí cho làm thêm công việc bảo vệ mà Nhật Tâm mới mở đó. Thì có đồng ra đồng vô nữa.
lo được cái bản thân, rồi sau này có gì thì Nhật Tâm sẽ lo tiếp, vấn đề hậu sự nó cần mình lo luôn chứ bây giờ khổ quá rồi. Chú thấy như thế nào? Để chú về chú bàn lại với mấy đứa cháu, còn mấy đứa cháu vợ để cho nó chịu. À, nhưng mà chú tính là xong đám thì chú ở đây hay là chú sẽ đi đâu? Chú về chỗ cũ, về miễu á. Về miễu ở tiếp ở mình vậy đó hả? Ở mình. Thì giờ chú có làm công việc gì không? Không, tối ngày cứ sáng thì quét dọn tối thì đốt nhang cho miễu vậy. Bà con họ cho gạo cho đồ ăn. À, khi mà anh mất á, là mất ở đâu, ngoài đường á hay là ở đâu? Ở trong cái toilet của cây xăng ở quận 12 nè. Là buổi tối đó nó nói bà con đi mua thuốc. Nó biết nó đi xa dữ vậy, từ Bình An mà nó xuống tới quận 12. Thì nó đi sao thấy nó không về mà không điện thoại, nó không bắt máy luôn. Chứ đâu biết sao đâu. Ở đó qua đêm đó nó cũng không về. Tới trưa lại công an điện. Điện cho cái thằng Sang nãy cái tên đó. Điện về ở ngoài Quy Nhơn vậy á. Mà thằng này nó còn sống. Thì công an mới điện nó mới chở tôi xuống với phường Dì Hạ của quận Nhai á. Thì làm giấy tờ xong rồi mới lên trên công an quận. Quận mới chở xuống đây chiều qua, chiều tối xuống là xác nhận tử thi gì đó. Lúc đó chú thấy là chắc chú bàng hoàng dữ lắm hả? Rồi bất ngờ đâu không biết. Thế thì hai mắt mở trào cáo à. Tôi hỏi cái chú công an chứ giờ tôi vuốt mặt nó được không? Có hai cha con à mà giờ còn vậy nữa. Thôi chú cũng cố gắng bình tĩnh ha, tiễn anh đi đoạn cuối cùng. Lúc mà anh mất thì chú còn tiền bạc gì không? Hôm qua đi xuống đây tôi còn được có 10.000 đó. 10.000 thôi hả? Về cái ông gì ở đây ông cho được 100.000 đi xe buýt về trại. Rồi nếu như không được hỗ trợ để đi thiêu như thế này thì chú nghĩ là chú phải như thế nào? Ráng năn nỉ mấy ông công an, năn nỉ dùng tay chứ biết sao nữa. Năn nỉ người ta thôi. Mà về quê rồi cũng đâu có đất đầu chôn. Nó phá tôi bán hết trơn trọi luôn. Ảnh phá hả? Ảnh phá chú phải bán để trả nợ. Nó đi mượn vàng rồi của người ta hồi 2005 á. Mượn ta cả cây vàng đi cầm sát giá luôn, thì đâu có tiền đâu có chuột. Trở về với bán đất bán nhà, tại vì tranh nó ra rồi phải chịu thôi chứ sao. Có bao giờ mà anh chửi mắng đánh đập chú không? Không dễ. Chơi cho nó dễ thương, về lễ phép đàng hoàng, không dám nói nặng tôi tiếng nữa. Công việc của ảnh là làm tài xế hả chú? Dạ tài xế. Tài xế mà lại chơi mấy cái đó? Rồi trước kia nó chạy xe ben á, rồi nó bị mấy tài xế trước á, hồi nó đi lơ rồi nó bị mấy tài xế trước dụ. Con thì cũng thấy là cái nghề tài xế hoặc là tài xế đường dài đồ đó chú thì rất là dễ sử dụng những cái chất kích thích. Rồi. Tại vì nó cũng căng thẳng á, chạy xe còn tỉnh táo á. Cho nên là hay xài chất kích thích đúng không? Riết rồi chắc thành quen, nghiện luôn. Mới đầu nó chơi rồi về cái miệng nó nức nở hết trơn à. Cái tôi hỏi chứ sao mày làm gì mà miệng mày nức nở vậy? Nó nói tại ngang xa tế. Tôi đâu biết, hồi đó đâu biết vụ chị ke ấy gì đâu. Rồi bây giờ thì chắc chú vô chú tiễn anh đi một đoạn cuối đi. Một chút lên trên xe con sẽ hỗ trợ cho chú tiền để chú có thể là thiêu. Tại vì tiền thiêu hình như 3 triệu mấy á. Dạ.
con sẽ hỗ trợ thêm cho chú một chút định để dặn túi để cúng cơm cho anh trong những ngày sắp tới ha. Dạ rồi giờ chú vô chú chuẩn bị tẩn liệm anh ở trong ha. Dạ. Mấy anh em thì đã tẩn liệm xong rồi, bây giờ thì sẽ đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thực sự là một cái hoàn cảnh cũng rất là nghiệt ngã, tuy là anh sa chân vào cái con đường tội lỗi nghiện ngập, nhưng mà tội nhất thì vẫn là người cha 70 tuổi rồi, giờ tiễn con đi đầu bạc tiễn tóc xanh như thế này thì quả thật là anh cho chú ngồi dưới này đi ha, thì cũng rất là tội cho chú, và đồng thời thì mình giúp thì cũng là giúp cho người quá cố, nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên là mong là quý mạnh thường quân cũng hoan hỷ. Thì dạ chú đeo cái này vô ha để con hỗ trợ. Thì Nhân cũng xin trích từ quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Thì Nhân xin chân thành cảm ơn là Huỳnh Phương Oanh Nhân trích 300.000, Ngô Thị Bích Châu 200.000, Lê Hân 500.000, Ngân 1.000.000, Hạnh Nguyễn 1.000.000, nhóm Lang Thang Tự ở Hàn Quốc là 4.000.000. Thì tổng cộng là 7.000.000 đồng. Dạ chú ơi, thì con vừa đọc cái danh sách Mạnh Thường Quân ha. Đó, đây là tổng cộng là 7.000.000 đồng. Con đại diện Mạnh Thường Quân, con hỗ trợ cho chú nghĩa tử là nghĩa tận để tiễn anh đi cái đoạn cuối cùng. Chứ chú thì không có tiền bạc gì hết. Thì 7 triệu này con trao cho chú nha. Thì trong đó là một chút nữa chú sẽ thanh toán cái tiền lò thiêu là 3.000.000 mấy á. Thì sẽ còn lại được chút đỉnh, thì chú dằn túi ở đó, chú có thể là đi xe về nè, rồi mua nhang đèn cúng cơm cho anh trong những cái ngày sắp tới ha. Dạ cảm ơn chú, cho chú gửi lời. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân dạ đã giúp đỡ cho gia đình tôi trong lúc gặp khó khăn. Thôi chú cũng cố gắng giữ sức khỏe, mình cũng 70 tuổi rồi, mình cũng phải giữ cái tinh thần mình tốt thì mình mới khỏe mạnh được chú ha. Dạ. Giờ thì mình đưa vào trong lò thiêu. Chú cũng suy nghĩ về việc là cốt của anh thì sẽ như thế nào không? Thì theo như cái anh, cái chú hồi nãy đó, chú gì đó. Anh Nhật Tâm. Nhật Tâm gì đó. Thì đem gửi gì đó thì chắc khoảng tuần nữa tôi xuống à. Dạ. Trong cái ngôi miếu của chú thì chú có đưa về thờ được không? Hay là... Không, người ta không cho thờ. Người ta không cho ha. Gửi vào chùa thì rất là nhiều chùa bây giờ chi phí nó cũng đắt dữ lắm. Dạ. Cho nên là có lẽ là chú gửi bên anh Nhật Tâm đúng không? Để dạ. Được miễn phí. Khi nào mà mình có nơi chỗ phù hợp thì mình đưa về. Dạ. Ha. Chú thấy bây giờ như thế nào khi mà được hỗ trợ áo quan nè, rồi đưa đi thiêu, rồi có thêm một chút tiền như vậy thì chú cũng mừng lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà... thiệt là tôi không có tiền bạc gì đó rồi. Có. Dạ. Sự thì bản thân con hoặc là tất cả mọi người thấy cảnh mà đầu bạc tiễn tóc xanh như vậy thì ai cũng đau lòng hết á. Dạ. Thì cũng mong là chú giữ gìn sức khỏe chú ha. Cho con xin tiền vô đóng tiền lò thiêu. Rồi chú xuống đóng tiền luôn đi. Bao nhiêu vậy? Chú ơi chú đóng luôn đi. Mình đóng tiền hủ luôn là 3.900.000. Chú có giấy chứng minh không? Dạ. Chú có giấy chứng minh không? Chứng minh tụi nó lấy nó đi cầm mà giờ còn có cái photo được không? Trời. Ngay cả chứng minh nhân dân của chú anh cũng cầm luôn đó hả? Đây nè giấy tờ cầm còn. Photo. Chứng minh nhân dân của chú anh lấy đi cầm luôn á anh Nhật. Trời ơi. Không biết sao làm được không? Giờ giấy photo không biết làm được không? Có gì xin cứ kiếm để con vô hỏi cái này trước đã. Chú. Hả? Ở này con giữ lại chiều con lấy phốt.
kiếm. Đứng nghe mặt vô vậy nè. Hiện tại thì mấy anh em vừa trở về kho chứa quan tài của đội anh Nhật Tâm. Thì sẵn ngày hôm nay em cũng trao duyên luôn. Tại vì trong thời gian vừa qua thì anh em mình cũng ít gặp nhau. Cho nên là hôm nay em tổng hợp một cái danh sách. Còn một khúc sau nữa nhưng mà em chưa làm kịp. Cho nên là cái này là cái em tổng hợp từ lâu rồi ha. Đây là lần thứ 17 nhân xin công khai danh sách. Nhân xin chân thành cảm ơn là chị My 2 triệu, chị Liễu Trang 4 triệu 187 nghìn, tháng 2 Nguyễn Thị Bích Hồng 200, Mạnh Thuân Dấu Tên 300, Lý Tuệ 1 triệu, Hồ Trương Long 200, Nguyễn Văn Sáu 200, Em Hà Cần Thơ 2 triệu, Thảo Quận 11 500, Cô Liên Thành phố Hồ Chí Minh 3 triệu, vợ chồng anh chị Hữu Ngoan 900, Phan Xuân Phố 200, Lê Quang Tính 500, Trịnh Văn Rô 1 triệu, Hằng 1 triệu, cô Phạm Hương Tây Ninh 3 triệu, Nhi Võ ở San Diego 2 triệu rưỡi, hai bé Kiến Minh Minh Long 2 triệu, Nguyễn Thùy Lê Trâm 200, anh chị Thuận Diệu 100 đô Mỹ, Lôi Tuệ Mẫn 1 triệu, bà Tuyết Nguyễn 300 đô Mỹ, Vũ Thị Diệu 100, Lê Thị Hồng Nhung 500, Kim Phan 788 nghìn, Mạnh Thuân Dấu Tên 2 triệu, Mạnh Thuân Dấu Tên 949 nghìn, Mạnh Thuân Dấu Tên 4 triệu. Chị Liễu Trang tiếp tục ủng hộ là 4 triệu 2 tháng 3, Bùi Hoàng Tùng Liên 500, Mạnh Thuân Dấu Tên 1 triệu 2, vợ chồng Thúy Lưu Cali 100 đô Mỹ, Mạnh Thuân Biên Hòa 1 triệu, Mạnh Thuân Dấu Tên 200. Phật tử Nguyễn Nghiêm 1 triệu, anh Hiếu 2 triệu, cô Cindy và cô Thúy Lai ở Mỹ là 2 triệu 3, hồi hướng cho Lai Phước Tuấn pháp danh Giác Hướng, chị My là 1 triệu, chị Hằng Gò Vấp 1 triệu, cụ Huỳnh Thị Ba 98 tuổi 500, Ngọc Minh 200, Nguyễn Lê Mỹ Ý 100, Nguyễn Thị Bích Hồng 200, Baby Loan 1 triệu, Lê Quang Tính 1 triệu, Mạnh Thuân Dấu Tên 2 triệu, Mạnh Thuân Dấu Tên 200, Nguyễn Thùy Lê Trâm 200, anh Tăng Tường 200 đô Mỹ, Lê Thị Ngọc Giàu 10 nghìn, Diệp Cẩm Chương 5 triệu, Mạnh Thuân Dấu Tên 500, Nguyễn Thị Chuông 200, Ngọc Anh 300, Liễu Trang 4 triệu 2 tháng 4, Huỳnh Hiếu 2 triệu, Mạnh Thuân Dấu Tên 1 triệu, Mạnh Thuân Biên Hòa 1 triệu, Mạnh Thuân Dấu Tên 500, Mạnh Thuân Dấu Tên 200, Nguyễn Thị Ngọc Sương 1985 200, Trần Thanh Sơn Thủ Đức 500, Lê Quang Tính 1 triệu, Phật tử Nguyễn Nghiêm 1 triệu, chị My 1 triệu, Nguyễn Thùy Lê Trâm 200, Lê Thị Hồng Nhung 200. Tổng số tiền là 89 triệu 414 nghìn. Đây em trao danh sách công khai cho anh Nhật ha. Còn đây là số tiền, đây là toàn bộ số tiền của Mạnh Thuần Quân là 89 triệu 914 nghìn. Em xin đại diện em trao. Dạ, dạ. Thì Nhật Tâm đại diện thay mặt bà con có hoàn cảnh nghèo khó khăn, Nhật Tâm xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng như quý vị khán giả gần xa đã chung tay đóng góp giúp Nhật Tâm để mua thêm những quan tài. Tại vì ở thời gian gần đây thì Nhật Tâm cũng nói luôn là Nhật Tâm rất là bận. Tại vì Nhật Tâm mở thêm cái công ty dịch vụ bảo vệ vệ sĩ á, thì cái đó là mình nhằm thứ nhất là mình giúp đỡ cho bà con hiện tại bây giờ bà con Việt Nam mình các công ty á sa thải công nhân cũng rất là nhiều. Thì vấn đề thất nghiệp cũng nhiều. Thì Nhật Tâm mới làm cái công ty bảo vệ đó ra để giúp cho bà con có công ăn việc làm, nuôi cái điều đầu tiên á là nuôi được cái bản thân của mình. Nó không có vấn đề tệ nạn xã hội, giảm tối thiểu gánh nặng cho nhà nước. Cái thứ nhì nữa là Nhật Tâm chẳng may gia đình người thân hoặc là bản thân cái người công nhân mà làm bảo vệ cho bên Nhật Tâm á mà chẳng may mà mất qua đời hoặc là cần xe cấp cứu thì Nhật Tâm sẽ lo luôn cái vấn đề đó luôn. Từ vấn đề an sinh xã hội, từ vấn đề cấp cứu lẫn vấn đề mai táng luôn. Cũng không để cho trại hòm nhảy vô làm giá cắt cổ của bà con. Nó coi như là Nhật Tâm là từ nay trở đi là vấn đề thất nghiệp mà không cần cái công việc bảo vệ thì Nhật Tâm sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề có công ăn việc làm. Ngoài ra mà chẳng may gia đình người thân hoặc bản thân cái người bảo vệ đó mà cuộc sống vô thường mà
chẳng may qua đời thì Nhật Tâm sẽ lo luôn cái vấn đề mai táng. Còn nếu cần xe cấp cứu thì Nhật Tâm sẽ hỗ trợ vấn đề xe cấp cứu, coi như mình lo trọn gói hết luôn. Mình giúp được cái gì cho mọi người mình giúp. Dạ. Vậy thì có gì thì bà con có thể liên hệ với anh Nhật ha. Dạ, dạ đúng rồi. Còn việc mà mai táng với lại là cấp cứu miễn phí á, dạ, thì mình vẫn hoạt động bình thường. Thì anh em mình sẽ tiếp tục trong những cái đám tiếp theo đúng để rồi hỗ trợ cho bà con, thì em vẫn sẽ đồng hành để giúp thêm được nhiều bà con nữa trong lúc tan gia khốn cùng anh Nhật ha. Dạ đúng rồi. Hẹn gặp lại anh ở cái clip sau. Dạ, dạ. Dạ.